chào mọi người. Hôm nay em xin báo giá công khai bộ ghế móc 10 món chất liệu gỗ vụ Lào tự nhiên. Và một bộ ghế móc 10 món hàng đẹp như thế này có giá là 26 triệu mộc, hàng tại xưởng, chất liệu gỗ vụ Lào tự nhiên. Và bộ ghế móc này là có 10 món. Sau đây em xin đi sâu về kích thước cho mọi người cùng xem. Ở giữa đây đó chính là một chiếc văng, ghế văng dài 1m9, cao là 1m35. Và đây là gồm có một chiếc bàn to. Bàn này là dài là 1m35. Và hai bên đây là giường có 4 cái ghế đơn to. 4 cái ghế đơn này là cao đây là 1m35. Và rộng đây là rộng 75 phân. Và đây là một chiếc bàn kẹp, hai chiếc bàn kẹp hai bên. Và một bộ ghế móc chất liệu gỗ vụ Lào Lào đẹp như thế này có giá là 26 triệu mộc, hàng tại xưởng chỉ có 26 triệu mộc. Mọi người nên nhanh tay mua sắm về gian nhà của mình. Một bộ ghế đẹp như thế này rất chi là to, hoành tráng. Và bộ ghế móc này là bên em làm là hàng đại, hàng to, nhìn rất chi là chắc chắn, nhìn rất chi là khỏe. Số điện thoại. Và anh chị em nào yêu thích thì liên hệ qua Zalo, số điện thoại trên màn hình đây. Số điện thoại của em là 989924345. Mọi người có thể vào kết bạn Zalo với em để được tư vấn kỹ hơn về bộ ghế móc này. Và địa chỉ của em là ở số nhà 66, đường sắt Loa Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định, chỉ có 26 triệu đồng. Mọi người hãy nên mua, nên dùng.